Rồi, xin chào anh em. Hôm nay cũng có một ít đồ nghề dụng cụ Nhật Bản để chia sẻ cho anh em đam mê sưu tầm và sử dụng. Anh em nào có nhu cầu cho công việc của mình thì xin liên hệ đến anh em. Số điện thoại là 0397193224. Cách mua hàng, anh em chuyển khoản đơn hàng từ 350 trở lên thì em sẽ bao phí ship. Còn nếu mà gửi COD, nhà hàng tính toán tiền thì anh em vui lòng gửi thêm phí gửi cho bên giao hàng giùm em. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem. Mình sẽ lên mã đầu tiên nha anh em. Mã đầu tiên là 81/1, là một bộ mũi khoan của Mỹ anh em, USA nè. Nó còn rất là đẹp luôn anh em, nó có một bộ mũi, có một mũi vít của BH2 nè. Đó, nó đầu lục giác anh em, cho anh em máy ăn vít thì kia nọ. Đó. Đây. Rồi đã số là 2.0 nè, 2.5 nè, 3.0 nè, 4 nè. 5 nè, 5 mm anh em. Đó. Vào mũi vít BH2. Đó. Đây. Chiều dài của mũi dài nhất, mũi 5 ly là nó khoảng 9 xăng anh em. Đó, anh em nhìn nè, đó thước tác thì nó vậy đó. Nó vậy đó anh em. Của ta anh em, còn rất là đẹp anh em. Là mũi vòng nó còn cực kỳ đẹp. Hiếm gặp anh em, nó lâu mới được bộ gì, không có nhiều. Rồi. 81/1, giá 270.000 anh em. 81/2 là một cái súng xịt hơi của Asan. Anh em chưa vệ sinh em, chưa qua sử dụng. Nó có chỉnh hơi mạnh yếu nè anh em. Chỉnh hơi mạnh yếu nè, anh em dặn vô dặn ra nè. Cái này chưa sử dụng anh em của Asan. Đây cái biểu tượng của nó nè anh em. Còn rất mới anh em, ngày em chưa vệ sinh nữa. Rồi. Đã test ok anh em. 81/2. Giá 300.000 anh em. 81/3 là bộ vít hai chiều, tự động hai chiều mở góc hẹp. Đây của thằng Resell Xuân Lan và của thằng Quay. Đây đầu tiên là một cây tự động nè, của thằng Quay nè. Đây, đang có thể đầu này tháo rời nè, đang có thể gắn khẩu vô nè. Gắn cái đầu vít vô xài. Tự động hai chiều, hoạt động ok anh em. Đó. Đó. Thì chiều dài của cây này tính vô cái từ trên tới dưới luôn nè, nó dài khoảng đây. Dài khoảng 21,5 ha anh em. Đó. Đây, cái này anh em có thể mở ra được ha anh em. Đó, cái này anh em có thể mở ra được nè. Rút cái này ra luôn nè, đó. Đó. Rút ra luôn. Đó. Đó, rồi gắn lại. Rồi. Cái thứ hai là cây góc hẹp của Xuân Lan. Cây này gần như chưa sử dụng ha anh em. Đó, nó mới do ăn luôn nè anh em. Đó. Cây thứ ba là cây tự động cũng góc hẹp luôn của thằng Resell. Cây này chưa sử dụng luôn nè, hoạt động hay nhiều ok nè. Của Resell hay nè, đó nó chắc luôn. Rồi tiếp theo là cái ba bộ mũi vít. Đầu tiên là bộ mũi vít đây là nó BH1 nè, BH2 và BH3 nè nè, nó BH0 nè, BH1, BH2, BH3 nè, nó đủ size cho anh em chơi luôn nè. Đó, mũi còn rất là đẹp này nè. Tiếp theo là lục giác nè. Đó. Theo là lục giác nè anh em. Giác là 2,5 nè, 3 nè. 4 5 6 này nè, 2,5 3 4 5 6. Đó, lục giác. Theo là mũi vít dẹp nè. Đó. Dẹp nhỏ, dẹp lớn, lớn lớn nè nè, từ từ lên rồi đó, đủ đồ chơi anh em. Rồi đây thì anh em có việc chỉ gắn vô xài thôi, hay gắn vô gì. Này, anh em gắn vô nè, đó. Gắn vô rồi xài thôi đó. Vậy đó, đây gắn vô đầu này xài thôi, gắn đây nè xài thôi, này cũng vậy, gắn vô đây đó, xài thôi đó. Rồi 81/3, giá 480.000 cho cái bộ này ha anh em.
81/4. Còn có bộ đục lỗ nè, đục lỗ gòn anh em. Nó có rất là nhiều size nè. Nó có rất là nhiều đầu nè. Bốn nè. Rồi 456 78 456 78 910 456 78 910 rồi 12 14 16 456 78 910 12 14 16 này nè. 456 78 910 12 14 16 thì anh em thì cứ dài vô vậy là anh em đóng thôi. Đây anh em cứ dài vô nên nó có con kia có cái đồng cái viên bi nè. Đó, anh em gài vô nó là đóng thôi. Đó, đơn giản tiện lợi. Rồi nghe tất cả đầu miệng bờ nó còn rất là đẹp bén nha anh em nè. Anh em nhìn kỹ nè. Đó, miệng bờ còn rất là bén nha anh em. Nguyên bộ trong hộp nữa anh em, hàng nội địa Nhật anh em. Rồi 81/4 giá 350 anh em. Tiếp theo là 81/5 là một bộ khẩu cho máy bắn vít anh em. Đây là khẩu cho máy bắn vít. Khẩu cho máy ông vít anh em. Nè, bộ khẩu cho máy ông vít để em đi vô từ sau đi cho nó dễ. Đây. Là một cái khẩu 8. Đây, khẩu này gần như chưa sử dụng anh em. Nè. Nó mấy anh giao băng luôn anh em. Nè. Mấy anh giao băng luôn nè, đó. Tiếp theo là cái khẩu 10. Đây. Khẩu 10 của KTC, cái này là cái như cái đầu nói nó lắc léo vậy anh em. Nè, anh em có thể tháo ra được nè, đó. Đầu nói lắc léo, gắn vô. Đó. Có thể là không lắc léo cũng được, nó mình gắn cứng vô. Khẩu 10 đó, đây có thể lấy nhiều đầu khác gắn ở đây cũng được. Tiếp theo cái khẩu 12, khẩu 12 là cái khẩu đặc biệt anh em, khẩu này có 500 hết nè, 500 là có thể thục vô được nè anh em. 500 này em gắn có thể thục vô nè, nó thục vô đó, thục ra đó. Cái này có 500 nè, rất là dính rất là cứng anh em nè, anh em nhìn nè đó. Cái khẩu này đặc biệt đó, nó là thép HKDS anh em nè, thép HKDS nè, số 12 hiếm gặp anh em đó. Tiếp theo là cái khẩu số 13. Đây. Khẩu số 13 của Top nè. Khẩu này thì chưa sử dụng anh em. Đó. Đây là cái khẩu 14 nè. 14 này cũng của thằng KTC, nó cũng là cái đầu lắc léo luôn nè anh em. Anh em có thể tháo ra được luôn ha nè. Tháo ra, đó. Rồi. 14 của KTC. Tiếp theo là cái khẩu 17 của thằng Top. Đây. Chưa sử dụng luôn anh em. Tiếp theo là cái khẩu 19 của Top luôn. Top luôn nè. Chưa sử dụng luôn anh em. Tiếp theo là khẩu 21 của thằng Lai nè, Li Lai gì nè đó. Hơi chóp xi rồi, chóp sơn rồi. Đó, chưa sử dụng luôn anh em. Tiếp theo là khẩu 24 của thằng Vixel. Đây. Còn rất đẹp anh em. Tiếp theo là cái khẩu 12 dài. Nó cũng là thép HKDS anh em nè. Nó không có 500 hết nữa nè anh em. Khẩu này rất là dài anh em. Khẩu này dài ghê ghê hồn luôn á. Khẩu này dài khoảng 20 xăng đó anh em. Cho anh em xài trong góc hẹp á, số 12 ha. Rồi. Đây. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 tất cả là 10 khẩu nha anh em. Rồi, 10 khẩu. Tới 81/5, giá 750 nha anh em.
5196 là bộ khóa dòng tự động. Đây, khóa dòng tự động anh em. Đi từ cây đi. Thứ nhất là cái top nè. Của 89 này nè, số 89. Đây, 89 hoạt động hoàn hảo anh em nè. Ok. 89. Răng hàm còn rất đẹp anh em. Đây. Đó. Rồi, cái thứ hai là 80 của thằng KTC. Hoạt động hoàn hảo anh em. Đây, răng bọng nó còn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mới luôn. Tiếp theo là cây 12 14. 12 14 nè. Của thằng Jizuke. Hoạt động hoàn hảo luôn anh em. Răng hàm này còn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là cây 13 15 của top. Đây. Hoạt động hoàn hảo anh em. Răng hàm còn rất là đẹp anh em. Nè. Đó. Rồi. Mốt trên 6 giá 350 nè anh em. 81/7 là hai cái dao gọc giấy bằng nhôm anh em. Cây này thì anh em quen thuộc rồi, cây này thì nó có năm, có thể chứa 5-6 lưỡi nè anh em. Đây nè, anh em có thể rút ra nè. Nè, có thể chứa 5-6 lưỡi dao trong đây nè anh em. Nóng sao băng luôn anh em, nóng sao băng nè, nóng sao băng nè, đó. Cái thứ hai, cái thứ hai này chỉ chứa có một lưỡi thôi anh em, nhưng mà nó là bằng của thằng O3 nè, nhưng mà thân nó là bằng nhôm anh em. Cái này còn rất là mới luôn anh em, thân bằng nhôm, O3 sao băng luôn nè, đó. Rồi, hai cây, 81/7, giá 330.000 anh em. 81/8 là một cái mở buri tự động hai chiều của Tone. Chưa sử dụng anh em, nè, chưa sử dụng. Cái này dính keo anh em, dính keo chưa có chùi nữa nè, này dính keo nè. Keo ha. Nè. Tone ra băng nè. Chưa sử dụng anh em, đầu băng 8 ha. Nè. Khẩu là khẩu của Tone luôn anh em, khẩu 16 để mở uri xe Honda nè, xe máy nè, nó có khẩu có 500 hít này nè. Có 500 hít luôn ha. Khi mở uri ra thì nó không có nóng tay. Đây khẩu này khẩu của Tone luôn nè. Đó, Tone luôn nè, nguyên bộ anh em. Tone nè. Cây này chưa sử dụng luôn anh em. Nó là bắt đầu khẩu 3/8. Tiếp thì tiếp 16 để mở uri anh em. Tự động hai chiều, hoạt động ok anh em. Rồi. 81/8 giá cũng 330 anh em, 330.000. 81/9 là một cái đầu búa, cái búa đồng anh em của thằng Bayon nè. Bayon của Nhật anh em, hàng này hàng xưa. Bằng đồng anh em. Cái này nặng khoảng 2,4 kg, 2,5 kg anh em, 2,4 kg. Đó, nặng khoảng 2 kg mấy rồi anh em, 2,4 kg á. Hình thức thì nó có cái dấu cấn cấn nè anh em. Để anh em về dọn lại. Làm cán, em thì không có thời gian để làm. 2,4 kg anh em. Rồi. Búa đồng của Bayon. Rồi. 81/9 giá 1 triệu anh em. Một bộ chén cần của Taro anh em. Đây thứ nhất đi, là mình nói về cây chén tự động nè. Đây là cái dàn chén tự động hai chiều anh em nè. Cái chén này là cái chén 8 nè, đó anh em có thể tháo ra được nè. Nó nó là cái gì nè, đó. Đây cái chén 8 này của Nhật anh em. Nếu anh em xài thì anh em có thể gắn ở đây. Đây là cái cần tự động của top 17 và 21, đầu là đầu 17 để gắn vô đây anh em xài anh em. Gắn vô
anh em có thể xài hai chiều nè, dẫn tự động hai chiều. Taro hay nè, đây cây này 17, cây này là mũi 8 hay nè, chén 8 đây, thì một cái chén chết nè, chén này chén 6 nè, cái tay và cái chén nè, chén 6 nè, đó 6 8 10 6 8 9 10 12 anh em, 6 8 9 10 12 đây nè, 10 nè, 1.25 nè, 19 nè, 1.25 nè, đây 12 nè, 1.75 nè, đó 6 8 10 6 8 9 10 12 anh em, rồi nguyên bộ đây đó. Tám mốt trên 10 giá 430.000 hai anh em. Tám mốt trên 11 là một chiếc ống tự động của Vicell, đầu 1-2 mũi 8 ly hai anh em, hình thức thì còn rất là đẹp hai anh em, đầu thì nó có hơi gấm gáp màu da nè, cái da cái đầu khẩu á, đầu mũi anh em, đây là cái mũi BH2 BH3 chứ quên, mũi BH3 nó cũng hơi rám rám rồi hai anh em, cái này vừa tặng thêm cho anh em á, hoạt động ok anh em đã test rồi, là chỉ sử dụng nước thôi. Đó, cái đầu thì nó hơi gắn gắn này anh em, theo dao băng kề nặng khoảng 800-900 gram anh em, đầu 1-2 mũi 8 mm rồi, 81/11 giá 600.000 anh em. Bán 81/12 là một bộ kéo hút tóc, đây ngay đầu tiên đi, ngay đầu tiên một kéo hút tóc nè, đây nè cái thương hiệu của nó nè anh em, còn rất đẹp anh em, Tiger vậy đó, thương hiệu Tiger Texture Laser vậy đó, chiều dài của nó là dài khoảng 17 anh em, 17 cm, 17 cm, còn rất là đẹp anh em, rất là bén. Rồi cái thứ hai là một kéo cắt luôn, cây này còn rất là đẹp, em chưa vệ sinh anh em, này có cái thợ hớt tóc nè, có đầu hớt tóc nè anh em, cây này thì của thằng chăn mắt nè, thì chiều dài cây này thì nó dài khoảng 18.5, rất là đẹp. Cây này là cây tỉa anh em, cái tỉa, cái tỉa nè, cũng có cái đầu hớt tóc nè anh em, chăn mắt luôn nè, nó còn rất là đẹp, này em cũng chưa vệ sinh luôn. Chiều dài của nó thì nó dài khoảng 19 anh em, 19 cm. Đó. Rồi, đây là cái lược nhôm. Lược nhôm thì nó rẫy màu răng nè anh em. Lược nhôm có rẫy màu răng ha, nó có chữ dễ đàng hoàng anh em nè, có thương hiệu đàng hoàng nè, đó. Rồi. Như lược nhôm thì nó dài khoảng 18.5 anh em. Rồi. Tám mốt trên 12. Giá 400.000 anh em. 81/13 là hai cái kéo bướm hàng thủ công Nhật. Đây. Hai cái bướm hàng thủ công Nhật, một cây nhỏ một cây lớn. Cây nhỏ trước đi. Đây. Cây này thì cái chiều dài của nó thì nó dài khoảng 18 nghe nè, 18 cm. Đây. Bọng lưỡi bọng còn nguyên bản không có bị mẻ ha nè. Cắt thử giấy cho anh em xem nè. Cắt ngọt xớt nè, cái này là keo đó anh em, cắt keo á. Keo ngọt xớt vậy đó anh em. Rồi có chữ nghĩa đàng hoàng anh em nè, có mọc chuyện nè, nó mọc chuyện đàng hoàng nè, nó còn rất là đẹp. Rồi có vỏ luôn anh em, đây vỏ lưỡi luôn nè, vỏ lưỡi luôn đó. Rồi cái thứ hai đây, cái thứ hai đây, đây có mọc chuyện đàng hoàng anh em nè, mọc chuyện nè, đó. Đó còn rất là đẹp. Chiều dài của cây này thì khoảng hơn 20 tí anh em, đây lưỡi bọng còn nguyên bản không mẻ anh em, cắt giấy thử cho anh em xem, cắt keo á, keo không có giấy, không có đem giấy theo, cắt keo thử cho anh em xem nè, cắt ngọt anh em, nó cắt ngọt xớt anh em. Rồi còn rất là đẹp anh em. Rồi cây này cũng có vỏ anh em. Rồi hai cây, tám mốt cho 13 giá 330.000 anh em. 81/14 là một cái kéo tỉa dâm lá thép đốt khuyên khói hàng thủ công Nhật anh em,
đây nó có mọc chuyện đầy đủ nè anh em. Thì cái cây này chiều dài của nó thì dài khoảng 18 xăng, giáp đất nguyên khối, lửa bọng nó còn rất là đẹp anh em nè, nó rất là đẹp. Cắt giấy thử cho anh em xem. Cắt keo thử cho anh em xem nè. Cắt là sớt nè anh em. Dính, nó bị dính. Cắt cũng ngon hay ngọt hay anh em, tại nó dính keo, keo nó dính. Cắt còn sớt đó anh em. Rồi. Lửa bọng còn nguyên bản không mẻ gì chứ anh em. Nè, lửa bọng anh em nhìn nè, còn nguyên bản luôn, không mẻ hết. Đây. Cái cán thì có cấn cấn anh em. Nó cán nhựa, gọt nhựa anh em. Rồi. 81/14 giá 300.000 hay nè. 81/15 cũng là cái kéo tỉa cành dâm lá thép đất nguyên cối hàng thủ công Nhật. Đây có một chuyện này đủ nè anh em nè, chữ nè, đó. Cây này chiều dài chắc cũng 18 luôn anh em. Rồi, hơn 18 tí. Đây. Lửa bọng nguyên bản không mẻ hay nè. Còn rất là đẹp. Ngọt anh em nè, cắt cũng ngọt, cắt cũng ngọt, cắt cũng ngọt anh em. Rồi đây, lửa bọng nguyên bản không mẻ anh em, gấp đút nguyên khối hàng thủ công Nhật, cán thì cũng có vỏ nhựa cũng chạy chạy chút anh em. Đây đó. Rồi 81/15 giá cũng 300.000 anh em. 81/16 là một cái kéo cành thép đúc nguyên khối, kéo cành chữ A anh em nè, chữ A nè, mọc chuyện đầy đủ nè anh em. Lưỡi nguyên nguyên lưỡi phương lưỡi luôn nè, không mẻ. Chiều dài cây này thì nó dài khoảng 20 anh em, 20 cm. Đây, nó là không phải là thép ghép này, loại này không phải thép ghép hay nó có chữ A nhưng mà cái này cái thép ghép, nó là thép đúc carbon nguyên khối anh em. Lưỡi bọng anh em nhìn nè. Lưỡi cực kỳ đẹp luôn anh em nè. Nó phun lưỡi không mẻ. Cực kỳ đẹp. Đó. Để vệ sinh nhà mài bán anh em. Đây. Cái chữ A. Kêu kéo lưng gù đó anh em, kêu cái này kéo lưng gù á. Rồi. 81/16, giá 650 anh em. 81/17 cũng là cái kéo cắt cành thép đúc nguyên khối, cũng là kéo chữ A nè. Cây này kéo bông lúa nè anh em, cái này thép ghép nè, thép ghép hai lớp nè anh em, nhìn thấy nè đó à, đây thép ghép hai lớp nè, thấy không? Còn rất là mới, rất là đẹp hay nè, đã vệ sinh nhà mày bán hay nè. Cây này thì chiều dài của nó thì nó cũng dài khoảng hơn 20 nè, khoảng 20-5 vậy đó. Đây anh em nhìn còn rất là mới, lưỡi phun lưỡi hay nè, không mẻ hay nè, đã vệ sinh nhà mày bán. Đây, lửa bọng nó đây, còn rất là đẹp. Bông lúa anh em. Đây. Rồi. 81/17 giá 700.000 anh em. 81/12 cũng là cái kéo cắt cành thép đúc nguyên khối, cũng là kéo chữ A anh em. Cây này cũng là thép ghép. Ghép. Nè, thép ghép nguyên lưỡi nè anh em. Nè, anh em thấy nè, đó, ghép nguyên lưỡi. Cây này còn rất là đẹp, cây này size lớn hơn một chút. Cây này tới 21 gì lận. Cây này khoảng cây này khoảng 20-5 mà. Cái này 20-5. Đây. Lưỡi phun lưỡi anh em, không mẻ anh em. Đây này cũng là thương hiệu khác đó nè. Cũng là kéo chữ A anh em nè, kéo chữ A nè anh em. Một chuyện đóng đầy đủ nè anh em. Đây.
đây một chuyện đóng đây tùm lum hết nha, cây này còn rất là đẹp ha anh em. Ừ, phun lưỡi để vệ sinh nhà mày bán anh em. Cây này thì cái xác to hơn hai cây kia. Rồi. Tám mốt trên 18 giá 750 anh em. Tám mốt trên 19 là một cũng là cái cấp cành thép đúc nguyên khối hàng thủ công Nhật. Cây này thì chiều dài của nó thì dài nó 20 lá 5 anh em. Đây cây này còn rất là mới luôn anh em. Cây này còn rất là mới. Lưỡi phun lưỡi không mẻ anh em, phun lưỡi luôn đã vệ sinh nhà mày bán. Đây rất là đẹp. Đây một chuyện đóng đầy đủ hai anh em. Rồi 81 trên 19 giá 570.000 anh em. 81 trên 20 cũng là cái quá cành thép đúc nguyên khối hàng thủ công Nhật còn rất là đẹp anh em. Cây này thì chiều dài của nó thì nó dài khoảng 20 lá 5. Đây lưỡi phun lưỡi không mẻ anh em. Đây lưỡi còn rất là đẹp, vệ sinh nhà mày bán. Chuyện đóng đầy đủ anh em, hai bên luôn nè anh em. Rồi. Tám mốt trên 20 giá 480.000 anh em. 81 trên 21 là một cái cặp xéo hàng thủ công Nhật anh em. Đây một chuyện đóng đầy đủ nè anh em. Đây cây này thì chiều dài của nó thì nó dài khoảng 20 lá 5 anh em, 20 lá 5 cm. Hàng thủ công Nhật ha, đã vệ sinh nhà mày bán cái lưỡi lại ha, mày bán xương lại đó, cứ gắt hết ha anh em. Nhìn lưỡi nè, lưỡi rất là khít. Lưỡi gắt hết ha nè, đó đây rồi 81 trên 21 giá 570.000 anh em. 81 trên 22 là một cái kìm bấm chết quay rip này nè, của USA hàng xưa còn rất là đẹp. Cây này là chưa qua sử dụng, hàng new luôn anh em, new chưa qua sử dụng luôn. Cây này kia cây chính lần này mỏ nhọn anh em, chiều dài của nó thì nó dài khoảng 22 cm, chính lần này
hàng new chưa qua sử dụng hay anh em. Đây răng hàm ở đây. Đó, răng hàm nó mới cứng luôn anh em. Chưa có dấu sử dụng luôn. Mình cho anh em sưu tầm anh em. Rất là mới. Hàng new anh em, thiếu cái vỏ thôi anh em, thiếu cái hộp thôi. Rồi. 81/22, giá 1.250.000 anh em. Mốt trên 23 là hai cái kéo bếp hay nè, một cây thép đúc và một cây tay gắn nhựa. Đây cây thép đúc nè, hàng của Nhật hay nè. Đây thép trắng, thép không gỉ hay nè. Đây rất là bén. Đây cái ngót luôn nè, cắt giấy cho anh em xem nè, cắt ngọt xớt luôn anh em nè, cắt ngọt xớt luôn. Chiều dài của cây này nó dài khoảng 20-5 cm anh em. Nó là thép không gỉ anh em, thép trắng. Anh em có thể tháo rời ra được nè. Nè, tháo rời ra từ mảnh luôn anh em. Rồi. Nó gắn lại. Cây thứ hai. Cây thứ hai cây này cây cai anh em. Của cai nè, mấy hình dao băng nè. Nó cũng là thép trắng luôn nè, thép không gỉ. Anh em cái cây này anh em có thể tháo ra được luôn nè, nó tháo rời ra luôn nè. Đó, hai mảnh. Gắn lại. Cái cây này thì bén dữ dằn lắm anh em. Ngọt xớt luôn nè, ngọt xớt luôn. Tại cái lưỡi nó có răng cưa này nè, cái lưỡi nó có răng cưa nè, cái lưỡi nó có răng cưa nè, để dài nó chắc không bị tụt á nè, nè, đó. Thì chiều dài cái này thì nó dài khoảng 21 cm. Đây, cán nhựa rất là đẹp. Rồi. Hai cây. 81/23, giá 450.000 anh em. 81/24 là ba cây khóa dòng cách điện của Canibes Germany anh em, mấy anh Germany của Đức đó anh em. Đây. Cái thân thì nó có chạy trụ anh em, nè anh em thấy nè, Canibes nè, mấy anh Germany nó chữ hơi mờ mờ anh em nè. Đó, cây này thì cây 10, 17, 19 anh em. Này cây 10 nè. Cái tiểu 1000 con nè anh em. Đó. Mấy anh Germany nè, cây này cây số 10. Cổ vòng còn rất là đẹp anh em. Này răng hàm còn rất là đẹp. Cách tiện 1000 con. Đó. Thì chiều dài cây 10 này nó dài khoảng 10 gần 17 anh em. Cây 17 này thì nó dài khoảng 20 hơn 21. Cây 19 thì nó dài khoảng 23,5. Đây. Cái cây này thì ngoài da nó có chày nè anh em, nó có dặn sử dụng nó chày chày anh em nè, chày ngoài da nè, đó. Cây này thì có cắn cắn ngoài da nè, những cây Canibes nè anh em, của Đức anh em. Đây cây 19 thì cũng vậy, cũng có cắn cắn chày ngoài da. Cái răng hàm thì còn rất là đẹp. Canibes. Rồi. /84, giá 600.000 anh em. 81/25 là hai cây cưa rễ anh em. Hai cưa lá hẹ, cưa rễ anh em. Cưa lá hẹ, cưa rễ. Một chuyện đóng đầy đủ nè anh em. Một chuyện đóng nè. Đây, một chuyện đóng nè.
hai cây này cưa cho hai cây này chưa sử dụng anh em. Thì chiều dài của cây cưa này thì nó dài khoảng 37 cm anh em, hai cây bằng nhau, hai cưa lá hẹ chưa sử dụng. Răng hàm còn rất là đẹp anh em. Đây nó đóng mọc chuyện này đủ anh em. Nè. Đóng mọc chuyện nè. Đó. Đó. Con cá này vậy, hình con cá đó nè. Rồi. 81/25. Giá 250 anh em. 81/26 là một cây cưa cắt cành gom bôi. Lưỡi 21 cm. Tổng chiều dài của nó thì nó dài khoảng 44 anh em. Đây, cái lưỡi đó nè, lưỡi nguyên viên anh em, không mẻ đứa nào hết, còn rất là mới luôn. Ừ. Rơm bôi 21 cm, lưỡi nguyên viên. Ừ. Đóng rau băng luôn anh em. Ừ. Lưỡi 21, tổng chiều dài 44 anh em. Đây thân vòng còn rất là đẹp. Rồi 81/26, giá 350 anh em. 81/27 là một cái chữ T Coken, đầu 1/2. Đây T Coken, đóng dao băng luôn anh em. Đây Coken thì cái T này nó dài khoảng 27 cm. Đó. Cái tay ngang của nó thì khoảng 25.5 và nó đi theo những cái đầu tẩu này. Tẩu là cậu 8 nè anh em. Tám là của KTC, 8 của thằng Tone nè, 8 nè, 10 nè, 10 của thằng KTC nè, đó. Tám, 10, 12, 13, 14, 17, 19 anh em. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 của KTC và Tone anh em. Và thêm một cái đầu khẩu của thằng Vít này, đầu khẩu Vít nè anh em. Đó. Đầu khẩu Vít nè. Anh em có thể gắn vào làm thành cái Vít nè. Gắn vào đây thành cái Vít nè anh em. Ừ. Đây là mũi bẹt hai thông dụng anh em. Cái khẩu này là khẩu Coken luôn anh em. Đó, gắn vào thành cái T nè, cái T Vít nè, rất là đẹp. Rồi. /27, giá 450 anh em cho cái bộ này. 81/28 là một cây cảo sên anh em, cảo sên, cảo sên á, cảo xích á. Đây cây cốt nó điện cốt 3 ly anh em, anh em có thể cảo xích cốt nào bằng 3 ly là ok đó anh em. Đây còn rất là đẹp nè anh em, của Hoa Dân nè. Đây của Hoa Dân. Của Hoa Dân anh em. Cái cốt mà cái cốt 3 ly anh em. Đây hoạt động ok anh em, đó. Cốt 3 ly anh em. Rồi. 81/28, giá 400 anh em. 81/29,
là một cái cảo hai chấu của thằng Hiss. Cảo là cảo số 3 anh em. Cái chiều dài của nó thì nó dài khoảng 12 cm. Đây là còn rất là đẹp, ốc tán đầu riêng hết nên nguyên bản riêng anh em. Cái này sử dụng lướt thôi, còn rất là đẹp. Cảo số 3 anh em. Hiss cũng sò băng luôn nè anh em. Đầu bọng còn rất là đẹp anh em. Rồi. $81/29, giá 380.000 hay nè. 81/30 cũng là phải cảo hai chấu, cảo này của thằng Super, cảo là cảo số 4 hay nè. Thì nó dài khoảng cốt nó dài khoảng 14.5 đấy nè. 14.5 cm. Mình thích còn rất là mới hay nè. Đây, đầu vọng còn rất là đẹp nè anh em. Ốc tán đầu riêng nguyên bản hết hay nè. Có cái là đây nó có mài nè, một bên nó có mài nhỏ là mài mỏng rồi nè, nó giúp cho trong hẹp kẹt hẹp nè, nó có mài nè, mài xương lại nè, đó, còn này thì chưa nè, đó, còn nguyên, đây nó mài lại rồi anh em, có mài nè anh em, mài cho mỏng lại, thứ từ quá là mới nè, suy vọng còn rất là đẹp, sao băng này đóng nè anh em, Super số 4 anh em, rồi. Đầu bọn còn rất là đẹp anh em nè, đầu dạng còn rất là đẹp. Rồi, 81/30, giá 450 anh em. 81/31. Rồi, cũng là quả cảo hai chấu. Cảo này là cảo của top nha anh em, cảo này cũng cảo số 4 luôn. Thì cái gốc nó dài cũng khoảng 13.5 thôi. Đây. Cái gốc nó dài khoảng 16 anh em. Gốc dài khoảng 16. Đây cái gốc nó hai lỗ anh em, cái móc nó hai lỗ cho anh em có thể cạo được nhiều chiều dài khác nhau của tốp anh em. Cây này để cái inox nó hơi bị đám đám và da anh em nè, nhìn nè nó, nhưng mà tổng thể còn rất là đẹp anh em, rất đẹp. Cây này ấp tán là nguyên bản hết trơn anh em, án dặn này còn rất là đẹp anh em đó. Rồi, $81/31, giá 450 hay nè. 81/32 là cũng là cái cảo hai chấu của cô Tô. Cây này là cây cảo số 8 hay nè, cái số 6 anh em, số 6. Chiều dài của nó thì nó dài khoảng chiều dài cái cốt nè, chiều dài cái cốt thì nó dài khoảng 23-24 cm. Cây này hàng xưa anh em, ốc tán nguyên zin. Còn rất là mới hay nè. Đây. Ốc tán nguyên zin. Cây này gọi là đẹp hàng xưa anh em. Cái màu ram nếu mà ngà ngà rất là đẹp. Đây, ốc tán dạng nó còn rất đẹp anh em nè. Đây, này cả cũng khá bự anh em. Để ngang cái cảo thì mình đo từ ngang đây thì khoảng 22 cm nè anh em, nó còn rất là đẹp. Cây này hàng xưa anh em. Rồi, cảo cô Tô 81/32, giá 900 anh em. 81/33 là một cái bộ mỏ hàng dày của Hạt Cô. Đây, 81/33 là cây mỏ hàng dày Hạt Cô. Cây này thì nó 100 gram 60W anh em. Đây, đầu hàng nó cũng là đầu hàng hai cô riêng nè anh em. Đó, dây vọng nguồn còn rất đẹp, đã test ok anh em. Tay em nó muốn xúc. Hạ cô còn rất là đẹp anh em. Đây, đã test ok anh em, đã qua sử dụng. Rồi, tiếp theo là cái cây hút chì của Hạ cô luôn anh em. Cây hút chì của Hạ cô luôn nè, đó. Nhấn xuống thì bấm thôi. Đó, bấm hít vô. Đó, cái hút chì của Hako. Rồi, tiếp theo là cái cuộn chì của Hako luôn anh em. Đây cái cuộn chì hàng của Hako luôn, là 3 món. $81/33, giá 350 anh em cho bộ này.
31/34 là một bộ cần tự động, cây nó dài và cái cây lắc léo, đầu nó léo, nó lắc léo 1/2 của Tone chưa sử dụng nè, đầu này chưa sử dụng luôn anh em nè, lắc léo của Tone đây chưa sử dụng, cây nó dài của Tone cũng chưa sử dụng luôn anh em nè, đó đầu 1/2 của Tone luôn nè, cần tự động 1/2 của Tone chưa sử dụng luôn. Ừ. Đây hoạt động 2 triệu ok anh em, rất là cứng anh em, chưa sử dụng, mới cán mới cứng luôn. Rồi bộ này thì giá 470.000 anh em, 81/34 81/34 giá 470.000. Trên 35 là một bộ đuôi chuột 4 cây. Đây, đuôi chuột tự động 4 cây. Cây thứ nhất. Thứ nhất là cây Super 10-12 anh em. Cây này thì gì dài của nó thì nó dài khoảng 205 cm. Đây, hoạt động 2 triệu ok anh em. Đây, hoạt động 2 triệu ok. Răng hàm còn rất là đẹp anh em. Nè. Răng hàm còn rất đẹp. Cây thứ hai là cây 13-17. Đây 13/17 cũng là cây này của thằng Super luôn, cây này gần như chưa sử dụng anh em, hoạt động ok. Động ok. Đây rất là cứng anh em, không gơ lắc anh em. Đây răng hàm còn cực kỳ mới luôn anh em. Đây cây này chiều dài của nó thì nó dài khoảng 26.5. Đây đóng cái dao băng luôn anh em. Tiếp theo cây thứ ba là cây của thằng Top, cây này là 14/15. Cây này gần như chưa sử dụng luôn em nè, răng hàm còn nguyên bản luôn, rất là đẹp, động ok anh em. Đây cây này chiều dài của nó thì cái cây này chiều dài thì dài khoảng 28 cm. Rồi tiếp theo cây thứ hai 34 là cây 19, cây này của MCC 17/19 anh em. Đây còn rất là đẹp, rất cứng anh em. Đây hoạt động 2 triệu ok. Đây răng hàm còn rất là đẹp anh em. Đây, rất mới luôn. Sử dụng lướt thôi. Rồi, 4 cây nguyên bộ. Đủ số anh em. Đó là 10/12 nè, 13/17 nè, 14/15 nè, 17/19 là đủ số rồi nè, đủ số cho anh em chơi luôn. Tám mươi mốt trên 35 giá 600.000 anh em. Là hai cây mở khoe hàng khủng anh em, cây to. Cây thứ nhất là cây mở vô nè, bóp vô nè anh em, bóp vô xà nhông anh em. Đây anh em bật này ra thì xà nhông nè, bật này ra thì anh em quay lên nè, nó bung ra nè, nó bung ra rất là lớn nè, hai cái mũi còn đẹp anh em. Đây đây bóp vô nè, bóp vô là nó có nhông dài lại nè anh em. Đó thì chiều dài của cây này thì nó dài khoảng 29 cm, rất là bự anh em, 29 cm. Đây thương hiệu nó nè, hàng của Nhật anh em, Rura nè. Đó hàng này, hàng xuất châu Âu á anh em. Rồi theo cây thứ hai là cây mở ra anh em, cây bung ra, cây kia kia bóp vô, cây này kia bung ra. Đây thương hiệu nó nè, đó đô 2 nè. Đây hình thức còn rất là đẹp anh em. Đây có chóc sơn, tay anh em khi anh em kéo vô thì nó cũng xà nhông nên anh em nhông cản lại nè. Đó đầu còn rất là đẹp anh em. Cây này chiều dài của nó thì dài khoảng 28 cm, còn rất là đẹp anh em, có chóc sơn anh em, có chóc sơn ngoài da nè. Đó cây bung vô, cây mở ra anh em. Rồi khuôn bộ tám mươi một trên 36 giá 570 anh em. Tám mươi một trên 37 là một cây mỏ lết Baco của Thụy Điển anh em, made in Sweden nè, 0672. Đây hàm còn rất cứng anh em. Đây cái hàm ở đây còn rất là đẹp anh em, rất đẹp. Cái độ hở hàm của nó thì nó hở
khoảng 31 nha anh em, 31 mm. Đây này là cây 10 in anh em. 10 in là 250 á. Rồi. 81 trên 37. Giá 400 anh em. Trên 38 là một cây mỏ lết, một cây mỏ lết của Mỹ anh em, mấy đua ta nè. Cây này 12 in anh em, 12 in là 300 mm á. Đây phần hình thức là còn rất là đẹp anh em, ai hàm ổng còn rất là cứng. Đây hàm ở đây, hàm còn rất là đẹp anh em. Cái độ mở hàm của nó thì nó mở được 34 này nè, 34 mm. Đây hàng của Mỹ, hàng xưa anh em, 12 inch, còn rất đẹp. Rồi tám mươi một trên 38, giá 570.000 anh em. 81 trên 39 cũng là cây mỏ lết 300 mm của Top anh em. Cây này cây hàng cao cấp của Top nha, hai sùng anh em, chống gơ lắc anh em. Đây cũng còn rất là cứng anh em nè, rất cứng, độ gơ rất là gơ rất là ít. Đây hàm ở đây. Hàm còn rất là đẹp anh em. Đây. Ngoại hình còn rất là đẹp của thằng Top anh em, 300 mm. Thép đen anh em. Thép này rất là cứng. Cái độ hả hàm của nó thì nó được 42 anh em, 42 mm. Rồi. 81 trên 39. Giá 500.000 anh em. 81 trên 40. Là một cây mỏ lết 375 lotter con tôm. Dài 375 mm hay nè, 15 in đó. Đây cái hàm rộng thì còn rất là đẹp, rất là cứng này nè, độ gơ rất là ít. Đây hàm rộng ở đây còn rất là đẹp. Thì cái này cái độ hở hàm của nó thì nó được 45 hay nè, 45 mm. Đây cây này còn rất là mới anh em, cũng sao băng luôn nè, ngoại hình còn rất là đẹp. Rồi 81 trên 40, giá 550 anh em. 81 trên 41 là cây rút river Maxwell, thế thì còn rất là đẹp anh em. Đây còn rất là đẹp. Đây số nó là 4 size khác nhau anh em, 4 lỗ 4 size, còn rất là đẹp, nguyên bản nguyên zin anh em, đã test ok rồi anh em. Cái này còn rất là đẹp anh em, nước sơn mà còn rất là mới. Rồi 81 trên 41, giá 400 anh em. 81 trên 42 cũng là một cây rút river. Cây này cây cũng không biết sồ. Đây biết sồ anh em. Cây này đến xây được 360 độ anh, xây đủ hướng là góc hẹp, thuận như làm láng hết trơn, góc ngang góc xé còn làm láng hết. Nó cũng 4 lỗ 4 size anh em. Đây thế thì đã test ok anh em, đông mấy sao băng luôn nè anh em. Rồi test ngon lành ok hết, cây này còn rất là đẹp anh em. Rồi 81 trên 42, giá 550 anh em. 81 trên 43 cũng là một cây rút river, nhưng mà cây này sử dụng hơi anh em. Đây thương hiệu của nó nè anh em, rất tuôn nè đó. Mình thấy cái gì rất là mới anh em. Đây ốc tán nó còn cực kỳ đẹp luôn, đã test ok anh em. Đây
nó có một đầu anh em, nhưng mà anh em có thể xài được rất là nhiều nhiều cây anh em, do cây này lọt cây nào mà lọt đưa lọt vô đây là ok anh em, nó xài đa năng hay anh em. Đã test nhiều nhiều loại đó anh em. Rồi cây này còn rất là đẹp, nước sơn bông còn rất đẹp luôn. Sử dụng hơi anh em. 81/43, giá 850 anh em. 81/44. Là một cái cây gác thằng câu anh em. Một cây gác thằng câu. Nó bằng thép trắng không gỉ anh em. Thép không gỉ. Cây này size cũng to anh em. Nè anh em nhìn nè. Đó. Cây này kia nó đóng chữ đây. Seven nè, thương hiệu Seven nè. Đó. Rất là to. Đây, có thể kéo chiều dài ra nó được đây, nó được khoảng 28 cm anh em nè, bề đo bề ngang khoảng 28 nè. Đó. Bề lên cao thấp của nó thì nó khoảng 23, 22, 23 đó anh em. Đó. Rất là dày nè, hàng thép không gỉ. Đây, nó có rất nhiều loại ốc nè anh em. Đó, cái này em chưa vệ sinh. Đó. Này là gác thằng câu anh em. Đây nó có cái bao luôn anh em. Đây cái bao nó cũng là cái hiệu đó luôn nè, hiệu Seven nè. Đó. Rồi. 81/44. Giá cũng 600.000 anh em. Là một cái motor. Motor này nhỏ gọn anh em, cho anh em chế này kia chơi ha. Đây. Motor này là nó có 120W anh em. Nó 3.900 vòng nè. Mấy anh Germany anh em, cây này hàng tháo máy ha anh em. Đây. Đó. Có sẵn cái bu ly nè anh em. Đây. Đây điện vô đây. Đã test ok anh em, vậy rất là ngon anh em, rất là mạnh. Nó điện 220V, 220V luôn anh em. Đây, hàng tháo máy. Cho anh em chế này chế kia anh em. Đó. Rồi. 81/45. Giá 600.000 hay luôn anh em. Mốt/46 là một cái ô tô kẹp bàn của Euron. Đây, Euron anh em, cây này thì như chưa sử dụng anh em. Đây đóng in da băng luôn này anh em. Này đóng in da băng luôn nè, đó. Cái hàm nó là hàm 75 anh em. Hàm 75 nè. Đó. Cái độ hở hàm ở đây để hở khoảng 6,5 hay nè, 6,5 cm nè. Đó. Rồi, 6,5 cm độ hở hàm. Mình thấy thì nó chưa sử dụng hay nè. Nè. Chưa qua sử dụng luôn. Đó. Chưa sử dụng. Nó có chóc sơn chút đỉnh hay nè. Có chóc sơn. Rồi. Mười một trên 46, giá 580.000 anh em. Mười một trên 47 cũng là một cái Eto của Euron, nhưng mà cây này thì đế xay ha anh em. Này, cây này là đế xay, cây đóng in dao băng luôn nè anh em. Cây này thì chưa sử dụng, mới cứng luôn nè, mới chát luôn đó. Hàm nó là hàm 90 anh em, hàm 90 cm.
Cái này thì cái độ hở hàm của nó thì nó hở được khoảng trên 90 hay nè, trên 90 mm. Đây. Nó là chưa qua sử dụng nha, nó mới chát luôn hay nè. Nè, anh em nhìn kỹ nè, chưa sử dụng. Hàm bọng nó còn cực kỳ đẹp luôn nè anh em, đó. Đây nè. Cực kỳ đẹp luôn. Chưa qua sử dụng hay nè. Này, còn rất mới nha anh em. Chưa sử dụng ha. Cây này nặng khoảng 4 kg mấy nè, 4,2 kg. Rồi. $81/47, giá 1.250.000 ha anh em. $81/48 là một bộ phá dòng của KTC full bộ ha anh em. Từ cây đi. Cây thứ nhất là cây 80 nè, cây 10 12 nè, cây này gần như chưa sử dụng ha anh em. Nè, 10 12. Tiếp theo là cây 11 13. Cây 11 13, cây này đã sử dụng rồi. Nhưng còn rất là đẹp ha anh em, 11 13. Đó. Đây. Trồng bọng còn rất là đẹp ha anh em. Tiếp theo là cây 12 14. Cây này cũng còn rất là đẹp ha anh em. Đó. Gần như chưa sử dụng, rất là mới. Tiếp theo là cây 14 17. Đây. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn ha anh em. 14 17 của KTC. Trồng bọng thì còn rất là đẹp. Tiếp theo là cây 17 19. Cây này thì hình thức cũng còn rất là mới luôn anh em. Của KTC nguyên bản này nè, nguyên bộ. Trồng bọng còn rất là đẹp. Đây. Tiếp theo là cây 19 21. Đây, 19 21, cây này cũng còn là mới anh em. Đã qua sử dụng. Rồi. Tiếp theo là cây 21 23. Còn rất là mới luôn anh em. Cây này cũng gần như chưa sử dụng luôn, trồng bọng còn rất là đẹp của KTC luôn. Tiếp theo là cây 23 26. Cây này gần như chưa sử dụng anh em, cây này chưa sử dụng luôn. Còn rất là mới của KTC luôn. Tiếp theo là cây 24 27. Đây, cây này chưa sử dụng luôn anh em. Nè, chưa sử dụng luôn. Còn rất là mới, full bộ anh em. Full bộ của KTC. Rồi. $81/48. Giá 850.000 anh em. $81/49 là một hộp cần tự động, cần tiếp tự động của KTC full hộp full bộ luôn ha anh em. Đây, đi từ khâu. Còn quá nặng này. Đây, full bộ. Đây, full bộ luôn ha anh em. Của KTC full bộ. Hộp này rất là mới ha anh em. Đây, đi từ khâu đi. Nhất là cái cần tự động nè. Cần tự động mong 2 của KTC, cái này chưa sử dụng ha anh em. Đây, hoạt động hoàn hảo ok, còn rất là cứng. 2 chiều ok nè. Cây này chưa sử dụng. Của KTC. Cây thứ nhất. Cây thứ hai là cái cần lắc léo của KTC. Đầu mòn hay luôn, còn rất là đẹp ha nè. Nè, của KTC nè. Đầu bọng còn cực kỳ đẹp. Rất là cứng. Cây này dài 38 xăng hay nè, 38 cm. Tiếp theo là cây nối dài của KTC. Cây này chưa sử dụng luôn ha nè. Cây nối dài này nó dài tới khoảng 25 cm lên nè. Tiếp theo là cũng là cây nối dài. Cây nối dài ngắn hơn chút. Cây này thì nó dài khoảng 15. Đây, hình thức được đó là đẹp ha nè. Rất đẹp của KTC. Tiếp theo là cây nối ngắn nữa. Cây nối dài nhưng mà nó ngắn một chút nữa. Cây này hình thức thì chưa sử dụng ha nè. Cây này dài chỉ có 75 cm thôi, 75 mm chứ. Chưa sử dụng luôn. Tiếp theo là cây đầu nói lắc léo, rồi lắc léo cũng gần như chưa sử dụng ha anh em. Đây. Rất là mới. Tiếp theo là cây nói. Nè. Đó. Cây này để anh em thọc vô anh em thành chữ T anh em. Nè, thọc vô làm chữ T anh em nè, đó, lên thành chữ T nè. Đó. Ở đây thành chữ T. Anh em xài chữ T, thẳng cái khẩu cho anh em xài chữ T anh em.
con cẩu cho thành chữ T vậy nè, đó. Tiếp theo là cái bộ khẩu của nó nè. Từ 10 đến 32 anh em. Anh em nhìn bộ khẩu, cái lưng khẩu nó nhìn rất là mới này nè. Đây, anh em nhìn cái lưng khẩu của nó nè. Đó, cái bộ chồng trong nhìn rất cực kỳ mới luôn anh em. Đó anh em thấy không? Mới chát luôn anh em, đó, mới chát luôn. Đó, quân bộ KTC anh em. Đó là cái số là 10 nè. 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Là nè, anh mới lợi nè. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 26. Không có 25 hay nè, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Đó, hình thức cực còn rất là mới nha nè, quân độ KTC hết nè, toàn bộ là của KTC hay anh em, đó, KTC hết nè, đó. Đó, rất là mới. Đây là cái lưng dưới của nó nè anh em, này, đây là cái lưng dưới của nó nè, đó, cái đầu dưới đó, đó. Đầu trên đó nè, đó, rất là đẹp anh em, đó. Đầu trên nè, đầu dưới nè, đó. Rất là đẹp. Khẩu này cũng gì nữa nè, ở trên nè, dưới nè, nói chung cái bộ này cực kỳ mới nè, bộ này mới lắm, bộ này là full bộ luôn nè. Đây, bộ này cực kỳ mới anh em, anh em nhìn nè, mới chát luôn, quân hộp luôn, cả hộp luôn, hộp cũng KTC luôn anh em, hộp có hộp của KTC luôn, đây nè. Hộp của KTC luôn anh em, nè KTC nè, rồi, cái bộ này thì 81/49 giá 1.700.000 anh em. Tiếp theo hai cái búa nhựa, một đầu nhựa, một đầu sắt anh em. 81/50 là hai cây búa nhựa. Một đầu nhựa, một đầu sắt. Ba trăm năm mươi gram một cây. Đây, một đầu kia kim loại nè, một đầu thép nè, một đầu nhựa nè anh em. Hai cây, một cây 350 gram, mình thích thì còn khá mới anh em. Đây, đó, cái này anh em có thể dặn ra được nè, nó dặn ốc vô nè, nó dặn vô nè, đó, anh em có thể dặn lại. Rồi, 81/50 giá 300.000 anh em. Tám mốt trên 51 là hai cái búa đóng đinh, hai cái búa đóng đinh. Đây, cây thứ nhất, cây thứ nhất là cây của thằng Bakuma. Cây này thì nó đầu chống trượt anh em, nó chưa sử dụng luôn. Cây này 500 gram, mới cứng luôn anh em, chưa sử dụng của Bakuma. Ống mới sao ăn luôn anh em, tay nhựa còn cực kỳ mới luôn, chưa qua sử dụng. Cây này 500 gram anh em, rất là mới. Cây thứ hai, cây này của thằng OH. Cây này 550 gram, cây này đầu thường, đầu bằng anh em, đầu đờ, đầu không có, không phải là đầu ấy, đầu bằng. Thành thức thì cây này cũng còn rất là đẹp. Cây này 550 gram, đây của OH này anh em, đây nè, đóng mét sao băng luôn nè anh em, đóng mét in sao băng nè anh em. Đó, tay nhựa thì cũng còn rất là đẹp anh em. Cây này 550 gram, đây là đầu bằng, cây đầu bằng, cây đầu nhám, đầu chống trượt anh em. Rồi, 81/51 giá 500.000 anh em. 81/52 cũng là hai cây búa đóng đinh,
một cây của thằng Bakuma và một cây của thằng Dotsu. Cây thứ nhất là cây của thằng Bakuma nè, đây Bakuma không biết dao băng luôn nè anh em, mấy dao băng nè đó. Cây này thì 650g anh, cây này là cây chống trượt anh em, cây đầu khía chống trượt đinh đó nè, đây đầu nhổ đinh nó còn rất là đẹp nè anh em, mình thích thì còn khác mới anh em, tay nhựa bọng nguyên bản nguyên viên còn rất là đẹp. Rồi tiếp theo cây thứ hai là cây của thằng Dotsu, cây này 500g, cây này cái vỏ nhựa này rất là đẹp nè, nhựa cán tuốt trên đây luôn nè đó. À, đây đóng cái dao băng nè anh em, của Dotsu nè đó. Nó nhựa thì cũng có cắn cắn và da nè anh em, hình thức thì còn rất là đẹp anh em, đầu búa nè, đầu búa bằng anh em, nó không có chống trượt ha, nó đầu búa cũng là lạ anh em, cây này lạ ít gặp, hình thức thì còn rất là đẹp. Đây nhớ lên nó còn đẹp ha anh em, cây 500g, một cây 500g, một cây 650g. Rồi 81/52 giá 500.000 ha anh em. Tám mươi một trên 53 là một cây cần xịt hơi xịt dầu của Messi anh em, cái này cho anh em xịt dầu á, xịt hơi rồi cái nào trong rửa dầu á, đây anh em đưa vô hơi vô đây, đưa cái dây gắn ở đây đưa vô cái bình dầu á là nó sẽ hút dầu nó xịt ra. Đây là cái bé nó đã test ok rồi ha anh em, thì chiều dài của cái cây này thì nó dài khoảng là 43 cm ha anh em, là khoảng 43 cm đó, là 43 cm của Messi anh em, đã test rồi ha anh em. Đây là cây chỉnh dầu yếu nè, dầu chỉnh dầu ít nhiều quá anh em. Đây bé bằng đồng, cần này cũng bằng đồng luôn hay là bằng đồng thao anh em đó, cái tay thì bằng nhôm, đã test ok anh em. Rồi xịt dầu xịt hơi rửa đấy trong kẹt anh em. 81/53 giá 500.000 anh em. Là 5 cây cạo gỗ ha nè. Đây 5 cây cạo gỗ, cây nào cũng có chữ ha nè, chữ nè nè, 300ml nè đó. Này cũng 360ml. Đây 300ml, 360ml, rồi 360ml, 2 cây 300, 3 cây 360 anh em, 2 cây 300ml và ủa 1 cây 300ml, 4 cây 360ml anh em. Đây cây này là 300ml nè anh em, 300ml nè, của thằng cây 3 nè, hình thức thì còn rất là đẹp anh em, 300ml, còn 4 cây còn lại thì nó là 360ml. Đây đây cũng của cây 3 nữa nè, 360ml nè, nó còn rất là đẹp. Đây, cây là cái hiệu của con ngựa bay anh em, 360ml, ba cây này hưởng ngựa bay nè đó, hiệu con ngựa bay còn rất là mới anh em đó. Rồi 5 cây, 81/54 giá 650 anh em. 81/55 là một cây cần cần lực tự động của Tony Chi đầu 1/2, cái giải lực của nó là 200 newton hay nè, QL 200 newton nè, Tony Chi nè đầu 1/2 rất là cứng anh em, hoạt động ok hay nè, đã test lực nổ của rất là tốt hay nè, đây hoạt động hai chiều ok, còn rất là cứng không có rơi hay nè, đây chỉnh lực nó còn rất là đẹp này nè, chỉnh rồi nè, đó vô nhân ra bình thường hay nè, đầu dặn đầu xay nó chỉnh nó còn hoạt động tốt ha anh em. Cái vỏ nhựa tay cầm nhựa thì nó cũng có cắn cắn chày chày ha anh em, tại qua sử dụng rồi nè, cắn cắn chày chày nè anh em đó, cái này thì còn thấy rõ ràng ha anh em nè, số vòng còn rất là ngon, rất là đẹp, đã test rồi ha anh em. Đây thân nó thì rất là đẹp ha anh em, đây nè nó mới dao băng luôn nè, đầu vòng nó còn cực kỳ đẹp đó. Thì chiều dài của cây này nó dài khoảng 49 xăng nè, gần 50. Đây gần 5 tấc á. Đây. Đầu vẫn còn cực kỳ đẹp ha anh em.
Rồi. 81/55. Giá 1,3 triệu ha anh em. Một bộ cần tự động cần tiếp nối dài 3/4 của thằng KTC và Tone. Đây thứ nhất là cây cần tự động của thằng KTC 3/4 nè anh em. Tàu 3/4. Đó, hình thức thì cây này chưa sử dụng ha anh em. Hoạt động ok nè, đó. Chưa qua sử dụng ha anh em. Cây này mới cứng luôn anh em. Đó, mới cứng luôn. Đây. Của KTC. Giao băng nè anh em. Cây này hình thức là mới cứng luôn ha anh em. Thì chiều dài của cây này thì nó dài khoảng 50 cm anh em. 50 cm. Đây mới cứng luôn. Đó. Đầu bọng cực kỳ cứng nha, cứng ngắt luôn, không gỡ lắc gì hết. Chưa sử dụng mà. Đó. Rồi, cây thứ hai là cây cần tiếp tự lắc léo của thằng KTC đầu 3/4 luôn. Cây này đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là mới anh em. Đây nè, KTC luôn nè. Đây dưới đây thì nó có cắn anh em, do ta có sử dụng ta thảy tới đây luôn và ta đập gì nó cắn anh em. Đó. Đó, nhưng trên đây thì còn rất là mới nè anh em, đầu bọng được cực kỳ đẹp luôn. Thì chiều dài của cây này nó dài khoảng 50 luôn anh em, 50 xăng luôn. Đây, rất là mới. Rồi, tiếp theo là cây nối dài của thằng Tone 3/4, cây này chưa sử dụng anh em. Thì cái chiều dài của cây nối dài này nó dài khoảng 30 xăng. Đây. Đó. Của Tone nè anh em, ra băng luôn. Chưa sử dụng anh em. Rồi. /56, giá 1,450 ha anh em. 1,450. /57 là một cái mỏ lết xích của thằng Super. Thì chiều dài của cái thân nó thì nó sẽ dài, chị dài cái thân sẽ dài khoảng 50 cm, 50 cm anh em. Chiều dài cổng xích thì nó dài, chiều dài cổng xích thì nó dài khoảng 68 cm. Đây cái răng hàm, đây răng hàm còn cực kỳ đẹp anh em nè. Anh em nhìn răng hàm nó không có dấu cắn luôn anh em. Đây này em chưa vệ sinh nữa còn rất là đẹp luôn nè, của Super anh em. Nó Super của Super. Đó, đóng cho băng luôn nè anh em. Đó. Dài 50 cm anh em. Cái thân thì dài 50 cm, còn cổng xích thì 68 cm. Đó. Còn rất là đẹp, cũng có chóc sơn chút đỉnh anh em. Đó, rồi. 81/57. Giá 750 anh em. 81/58. Là một cái kéo cắt cành trên cao con cua hàng đến ra băng luôn anh em. Đây nè, mấy ra băng này anh em. Đây lưỡi nó, đây lưỡi cực kỳ bén anh em, đã vệ sinh nhà mài bén xương lại anh em nè, gắt bén luôn. Đây lưỡi nó nè, riêng nguyên bản anh em. Nó đi nguyên bản. Đây tay nó đây. Đó. Thì cái cây này chiều dài của nó thì nó dài khoảng 81 cm, dài khoảng 81 cm anh em. Đây lưỡi bọng thì còn cực kỳ mới luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cắt thì anh em khỏi nói, cắt cây này ngọt sớ luôn, em cắt thử rất là ngọt anh em, để vệ sinh lại và còn rất là đẹp. Rồi 81/58, giá 750 anh em. Trời. Là chỉ qua 58 mã thôi. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ đến em. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em đã xem.